Sáng ngày 28 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam chủ trì họp ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Cùng tham gia có các phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Việt Hùng và Nguyễn Viết Hưng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Thượng tá Lê Hữu Hưng và trưởng công an huyện Thượng tá Nguyễn Quang Thành. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra vào ngày mùng 7 tháng 7 và mùng 8 tháng 7. Kỳ thi này toàn huyện Nghi Xuân có 1.180 học sinh đăng ký dự thi, có 26 thí sinh tự do, với 53 phòng thi được tổ chức tại 3 điểm thi chính thức. Trung học phổ thông Nguyễn Du, Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ, Trung học phổ thông Nghi Xuân và 4 điểm thi dự phòng, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, Trung học cơ sở Tiên Yên, Trung học cơ sở Hoa Liên và Trung học cơ sở Xuân An. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi trong điều kiện dịch bệnh. Như chỉ đạo các điểm thi bố trí thêm các phòng thi dự phòng, phương tiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi điểm thi bố trí từ 2 đến 3 phòng dùng để cách ly, bố trí thêm 74 giáo viên sẵn sàng bổ sung trong thực hiện nhiệm vụ coi thi. Tại cuộc họp đại diện các trường các thành viên ban chỉ đạo kỳ thi đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị và bảo đảm cơ sở vật chất cũng như các điều kiện phục vụ cho kỳ thi. Gồm việc chuẩn bị phòng thi, phòng làm việc của hội đồng, nơi lưu trú của các hội đồng coi thi, công tác phòng cháy chữa cháy, cung cấp điện trong kỳ thi và đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam yêu cầu các điểm thi chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất cho kỳ thi tuyển phối hợp với ngành y tế, các địa phương xây dựng phương án phòng chống dịch, có phương án dự phòng trong quá trình tổ chức kỳ thi và tuyển sinh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và những người tham gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, do đó, ban chỉ đạo kỳ thi huyện cần phải tính toán phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trong bối cảnh có dịch và yêu cầu ngành giáo dục phải quán triệt chặt chẽ giáo viên học sinh tham gia kỳ thi, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với bên ngoài tổ chức ôn thi trực tuyến để tránh tiếp xúc đông người chuẩn bị tốt cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư phòng chống dịch